Quý khán giả vẫn nay giữa lần sống Hồng Vị TV. Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với Julie. Nước Pháp không loại trừ khả năng gửi chiến đấu cơ cho Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay cho biết ông không loại trừ khả năng gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, nhưng Kiev đang cần thêm hỏa lực quân sự ngay trong khi giới chức Ukraine nói rằng cuộc tấn công mới của Nga đang diễn ra. Tổng thống Zelensky lâu nay kêu gọi các đồng minh của Ukraine giúp chiến đấu cơ, và hôm thứ Năm cho hay nhiều lãnh đạo Âu Châu sẵn sàng cung cấp phi cơ. Trong cuộc họp báo ở Brussels, nơi ông dự hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp Âu Châu, ông Zelensky nói rằng Âu Châu sẽ ở bên cạnh Ukraine cho đến khi Ukraine chiến thắng. Nhiều lãnh đạo Âu Châu sẵn sàng cung cấp cho Ukraine vũ khí, và sự giúp đỡ cần thiết kể cả chiến đấu cơ giúp chiến đấu cơ sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất trong sự giúp đỡ của tây phương và moscow cảnh báo việc này sẽ làm cuộc xung đột leo thang và kéo dài khi được hỏi về khả năng gửi chiến đấu cơ cho ukraine ông macron cho hay ông hoàn toàn không loại trừ bất kỳ khả năng nào nhưng ông nói rằng ưu tiên hiện nay là giúp đỡ ukraine trong những tháng tới và chiến đấu cơ chưa thể giao ngay vì còn mất nhiều thời gian để đào tạo phi công ukraine Ông Macron cho biết ưu tiên trước mắt đến những thiết bị như đạn pháo, loại vũ khí hiệu quả và lực lượng Ukraine cũng sử dụng thanh thạo. Khi dịp kỷ niệm một năm cuộc xâm lược đến gần, Kiev dự báo Moscow mở đợt tấn công mới sau nhiều tháng không có nhiều chuyển biến. Lãnh đạo khu vực Donetsk hôm thứ Năm cho hay cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu. Ông nói rằng xung quanh các thành phố như Bakhmut, Adika và Volodya Nga đưa lực lượng và thiết bị đến hàng ngày. Thủ tướng Malaysia kêu gọi Thái Lan góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng Miến Điện. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đề nghị Thái Lan giữ vai trò lớn hơn trong việc đưa sự ổn định đến Miến Điện khi mà các nỗ lực ngoại giao để mang lại hòa bình cho đất nước này không có nhiều tiến triển. Về tình hình tại miền Nam Thái Lan thì ông Anwar đã cam kết sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tạo điều kiện cho giải pháp hòa bình cho cuộc nội dậy âm ỉ kéo dài ở đó. Ông Anwar đưa ra bình luận trên vào hôm thứ Năm trong cuộc họp với Thủ tướng Thái Lan Prayut chan -cha. Đây là cuộc họp song phương đầu tiên giữa hai thủ tướng kể từ khi ông Anwar đắc cử hồi cuối năm 2022. Chính phủ Thái Lan đối diện sự chỉ trích quốc tế vì duy trì liên hệ bình thường với chính quyền quân phiệt Miến Điện và xem nhẹ những hành động tàn bạo tại nước láng giềng kể từ khi miếng Điện rơi vào hỗn loạn theo sau cuộc đảo chánh cách đây 2 năm. Hàng ngàn người Rohingya bất chấp tính mạng của họ trong hành trình vượt biển nguy hiểm để đến Malaysia và Indonesia trong những năm gần đây. Gần một triệu người Rohingya sống trong các trại tị nạn gần biên giới Bangladesh với Miến Điện sau khi chạy trốn cuộc đàn áp của quân đội năm 2017. Ông Anwar đã cho biết là gần 200.000 người tị nạn ở đất nước ông là một gánh nặng lớn. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để giải quyết hỗn loạn tại Miến Điện và không có nhiều tiến triển về đồng thuận 5 điểm đã đồng ý với chính quyền quân phiệt tháng 4 của năm 2021. Cuối năm ngoái, Thái Lan đã gây lo ngại khi đón tiếp nhà ngoại giao hàng đầu Miến Điện tại cuộc họp không chính thức, trong đó có Lào, Cambodia và Việt Nam, nhưng không bao gồm các nước ASEAN lên tiếng chỉ trích chính quyền quân phiệt. Hơn 21.000 người thiệt mạng vì động đất ở thổ nhĩ kỳ và Syria, trong khi hy vọng tắt dần. Tổng số người thiệt mạng vì trận động đất mạnh ở thổ nhĩ kỳ và Syria tăng lên hơn 21.000 người, trong khi không còn nhiều hy vọng tìm thấy thêm người sống sót. Thời tiết lạnh giá cản trở cuộc tìm kiếm hàng ngàn tòa nhà bị sụp đổ và đe dọa tính mạng của nhiều nạn nhân không có chỗ ở hay nước uống. Thân nhân kiểm tra túi đựng xác trong bãi đậu xe của một bệnh viện ở thành phố Antakya ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ để tìm người thân mất tích, cho thấy quy mô lớn của thảm kịch. Cơ hội tìm thấy người sống sót tắt dần khi đã qua mốc 72 giờ đồng hồ. Trận động đất 7.8 độ Richter xảy ra khi người dân đang ngủ sáng sớm thứ hai ở khu vực nơi nhiều người bị mất nhà cửa vì cuộc nội chiến ở Syria. Một quan chức tại cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa cho hay một đoàn cứu trợ đã đến Tây Bắc Syria hôm thứ Năm, đoàn đầu tiên kể từ khi trận động đất xảy ra cửa khẩu này là con đường duy nhất sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc có thể đến giới thường dân mà không phải đi qua những khu vực do lực lượng chính quyền Syria kiểm soát. Một thập niên nội chiến và các đợt oanh tạc phá hủy bệnh viện làm sụp đổ nền kinh tế, dẫn đến thiếu hụt điện, xăng dầu và nước. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Năm kêu gọi Hội đồng Bảo an cho phép mở các điểm cứu trợ nhân đạo xuyên biên giới mới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để đưa cứu trợ đến. 4 triệu người sống ở các khu vực nổi dày kiểm soát ở Tây Bắc Syria phụ thuộc giao cửa khẩu Bab al-Hawa. Một phần trong chương trình cứu trợ xuyên biên giới được Hội đồng Bảo an cho phép cách đây gần một thập niên. Nhiệt độ ở thành phố Gaziantep ở Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 23 độ F sáng thứ Năm, nhưng hàng ngàn gia đình ngủ trên xe và trong lều giả chiến không dám hoặc bị cấm trở về nhà của họ. Trong khi đó, thì Nam Hàn bỏ giới hạn visa đối với hành khách ngắn hạn từ Hoa Lục. Nam Hàn sẽ bỏ đi giới hạn nhập cảnh đối với hành khách ngắn hạn từ Hoa Lục do giới chức nhận thấy tình hình Covid tại Trung Cộng đã ổn định. Đầu tháng 1, Nam Hàn có ngừng cấp phần lớn visa ngắn hạn tại các lãnh sự quán ở Hoa Lục vì lo ngại virus lây lan nhanh tại Trung Cộng và nguy cơ về đột biến mới. Trung Cộng bất ngờ, nơi lỏng các quy định Covid-19 hồi tháng 12, và giúp hàng triệu người có thể ra ngoại quốc lần đầu tiên trong 3 năm qua. Nam Hàn cũng yêu cầu toàn bộ hành khách từ Trung Cộng, Hồng Kông và Macau phải nộp bằng chứng xét nghiệm âm tính thực hiện 48 giờ trước khi đến và xét nghiệm lại sau khi đến. Theo sau một cuộc họp hôm nay, thì chính quyền quyết định bình thường hóa các visa ngắn hạn tại các lãnh sự quán ở Trung Cộng từ thứ Bảy. Quyết định xét nghiệm vẫn giữ nguyên, nhưng giới chức nói rằng các biện pháp này là có thể sẽ nới lỏng sau đó tùy theo tình hình dịch bệnh. Các biện pháp phòng chống virus của Nam Hàn khiến Trung Cộng trả đũa bằng cách tạm ngừng cấp visa ngắn hạn đối với hành khách Nam Hàn và gây nên sự lo ngại ở đất nước mà phụ thuộc vào xuất cảng sang hoa lục. Trung Cộng gọi quyết định trên của Nam Hàn là một bước theo đúng hướng tiến đến giảm các rào cản mà trao đổi nhân dân giữa hai nước. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết, thì Trung Cộng sẽ chủ động cân nhắc thực hiện biện pháp tương tự là cấp lại visa ngắn hạn cho hành khách Nam Hàn. Bộ Y tế Nam Hàn cho biết là 1.4% hành khách ngắn hạn từ Hoa Lục xét nghiệm dương tính sau khi đến so với gần 22% trong tuần đầu tiên của tháng 1. Liên hiệp Âu Châu đồng ý quy định nghiêm ngặt hơn đối với di dân bất hợp pháp. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen hôm nay cho biết, các lãnh đạo liên hiệp Âu Châu đồng ý các quy định nghiêm ngặt hơn để dễ dàng trục xuất những người xin tị nạn mà đơn xin tị nạn của họ bị từ chối biện pháp này là để phản hồi lo ngại ngày càng tăng của Âu Châu về di trú bất hợp pháp một vấn đề nóng bỏng ở nhiều nước thành viên kết thúc hội nghị thượng đỉnh 16 giờ đồng hồ các lãnh đạo liên hiệp Âu Châu cho hay vấn đề này là một thách thức của Âu Châu đòi hỏi cách giải quyết của Âu Châu số lượng thấp người xin tị nạn không được chấp thuận bị trả về quê hương của họ là lo ngại chính đối với liên hiệp Âu Châu. Khối đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn vì xung đột ở Ukraine, Syria và Afghanistan, trong khi cũng nhận đơn xin tị nạn từ công dân của những quốc gia an toàn hơn như Bangladesh, thổ nhĩ kỳ và Tunisia. Nhiều người trong số này bị xem là di dân kinh tế không đủ điều kiện xin tị nạn. Và von der Leyen cho biết các dự án thử nghiệm phụ thuộc vào sự hợp tác của các cơ quan tuần tra biên giới cứu sát tị nạn và cảnh sát của Liên hiệp Âu Châu sẽ thực hiện thủ tục nhanh và công bằng tại biên giới phía ngoài của khối. Các lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu kêu gọi Ủy ban Âu Châu lập tức huy động các quỹ của Liên hiệp để củng cố biên giới phía ngoài với khả năng bảo vệ và hạ tầng, phương tiện giám sát và thiết bị. Quyết định trên được đưa ra sau khi một số nước Liên hiệp Âu Châu như nước áo thúc giục ủy ban chi tiền để gia cố hàng rào nhằm ngăn chặn di dân từ các nước láng giềng ngoài Liên hiệp Âu Châu như Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân Peru đổ ra đường phố kêu gọi Tổng thống Puleante từ chức. Hàng ngàn người Peru hôm thứ Năm đổ ra đường phố để yêu cầu Tổng thống Gina Puleante từ chức khi họ tưởng nhớ những thường dân thiệt mạng trong nhiều tuần biểu tình phản đối chính phủ Người biểu tình đổ ra đường ở nhiều thành phố và yêu cầu chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang bao trùm đất nước. Kể từ khi cựu tổng thống Pedro Castillo bị bắt giữ ngày 7 tháng 12. Tại Juliaca ở khu vực Puno, người biểu tình đòi công lý cho 18 thường dân thiệt mạng trong các cuộc xung đột với bên lực lượng an ninh ngày 9 tháng 1, khi đám đông khoảng 2.000 người tìm cách ập vào phi trường ở đó. Họ cố gắng ập vào phi trường hôm thứ Năm nhưng bị cảnh sát để lùi bằng hơi cay. Có hàng trăm người tập trung tại nơi khác ở Juliaca đã tham gia vào cuộc diễn hành với các khẩu hiệu phản đối chính quyền. Tại Arequipa thì hàng trăm người tuần hành đến quảng trường Plaza de Armas và các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở tại Ayacucho, Pucapa và Puno. Tại thủ đô Lima thì hàng chục người bắt đầu tụ tập để tham gia các cuộc biểu tình vào lúc chiều tối. Peru hỗn loạn vì hai tháng biểu tình của người ủng hộ ông Castillo, người bị luận tội và bắt giữ sau khi tìm cách giải tán quốc hội để cai trị bằng sắc lệnh. Ít nhất 47 thường dân và một cảnh sát thiệt mạng trong các cuộc xung đột. Người biểu tình chặn đường dẫn đến sự thiếu hụt lương thực, xăng dầu và nhu yếu phẩm khác tại nhiều khu vực. Tổng thống Ortega phóng thích tù nhân chính trị ở Nicaragua trục xuất họ sang Hoa Kỳ. Hơn 200 tù nhân chính trị Nicaragua được phóng thích và đưa sang Hoa Kỳ hôm thứ Năm gần như toàn bộ là những người chỉ trích chính quyền bị tống giam trong cuộc đàn áp phía đối lập của tổng thống Daniel Ortega trong những năm gần đây ông Ortega sau đó gọi cuộc phóng thích bất ngờ này là kế hoạch để trục xuất những kẻ khiêu khích đang tìm cách phá hoại Nicaragua trong khi hoa kỳ khen ngợi đây là một bước mang tính xây dựng hướng đến cải thiện nhân quyền những tù nhân chính trị được trả tự do bao gồm năm cựu ứng cử viên tổng thống những người cạnh tranh với ông Ortega trong cuộc bầu cử 2021 nhưng bị tống giam trong cuộc đàn áp chưa từng thấy. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Ortega nói rằng tất cả những tù nhân này tìm cách phá hoại chủ quyền quốc gia, gọi họ là gián điệp của ngoại quốc. Trước đó, một thẩm phán gọi các tù nhân được trả tự do là những kẻ phản quốc. Những người ông nói là bị trục xuất. Dài giờ đồng hồ sau, tại phi trường quốc tế Dulles gần Washington, nhiều người chờ đón người thân của họ cầm cờ và reo họ tự do. Một viên chức Hoa Kỳ cho hay, Managua tìm cách bày tỏ mong muốn cải thiện liên hệ với Washington. Trong bài phát biểu, ông Ortega nhấn mạnh ông không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào với phía Hoa Kỳ trước đợt phóng thích, cũng không yêu cầu hủy bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Các nhà khoa học phát minh mô hình mới có thể dự báo địa điểm và thời điểm động đất sẽ xảy ra một mô hình mới có thể dự báo địa điểm và thời điểm động đất sẽ xảy ra chỉ vài ngày sau khi trận động đất. 7.8 độ Richter đã làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khiến ít nhất hơn 21.000 người thiệt mạng. Được phát triển bởi các nhóm nhà địa chấn học và nhà thống kê tại Đại học Northwestern, mô hình này xem xét thứ tự và thời gian cụ thể của các trận động đất trước đây, thay vì chỉ phụ thuộc vào thời gian trung bình giữa các trận động đất trước đây. Phương pháp này cũng giải thích tại sao động đất có khuynh hướng xảy ra theo cụm. Các nhóm nghiên cứu phát hiện các đứt gãy có trí nhớ dài hạn, có nghĩa là một trận động đất không xả ra toàn bộ áp lực tích tụ trên đứt gãy qua thời gian. Nếu một số vẫn còn sau một trận động đất mạnh và có thể gây ra một trận khác. Các nhà địa chấn học thường cho rằng động đất mạnh trên các đứt gãy thường xuyên xảy ra hơn và trận động đất kế tiếp sẽ xảy ra sau cùng khoảng thời gian như hai trận động đất trước đó. Trong thực tế thì động đất có thể xảy ra sớm hơn hoặc trễ hơn dự báo. Ông Justin là giáo sư khoa học trái đất và hành tinh thuộc trường nghệ thuật và khoa học Winbert Cho biết là xem xét toàn bộ lịch sử động đất thay vì bình quân theo thời gian và thời gian kể từ trận động đất gần nhất sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc dự báo khi nào động đất trong tương lai sẽ xảy ra. Ông James Neely là đồng tác giả nghiên cứu cho biết là các trận động đất mạnh thì không xảy ra giống như bộ máy đồng hồ. Đôi khi chúng ta thấy nhiều trận động đất mạnh xảy ra trong khoảng thời gian khá ngắn và sau đó một thời gian dài không có gì xảy ra. Nam Phi tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia để chấm dứt quốc điện kỷ lục Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm thứ Năm tuyên bố thảm họa quốc gia để đẩy nhanh những cố gắng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt điện kỷ lục ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng ở nền kinh tế công nghiệp hóa nhất phi châu. Trong bài phát biểu hàng năm bị trì hoãn vì các nhà lập pháp đối lập, ông Ramaphosa nói rằng phía chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giải quyết cuộc khủng hoảng điện và tác động của nó. Nam Phi rơi vào cuộc khủng hoảng điện nghiêm trọng nhất và tình trạng cúp điện tồi tệ hơn trong những tháng gần đây. Mạng lưới điện của công ty Ecom chìm trong nợ nần không thể đáp ứng nhu cầu khi công ty giấc giả duy trì các nhà máy điện. Tuyên bố thảm họa quốc gia sẽ mở đường cho ngân sách và nguồn lực để đẩy nhanh giải quyết của khủng hoảng. Phát biểu trước quốc hội, ông Ramaphosa nói rằng tình huống đặc biệt đòi hỏi các biện pháp đặc biệt. Các nhà lập pháp của đảng chiến binh tự do kinh tế EFF lên sân khấu nơi ông Ramaphosa đang chờ để đọc diễn văn. Lực lượng an ninh và cảnh sát nhanh chóng can thiệp Buộc các đại biểu quốc hội rời khỏi sân khấu. Ông Ramaphosa cũng công bố ông sẽ bổ nhiệm một bộ trưởng đặc biệt phụ trách điện, của khủng hoảng điện buộc 60 triệu người dân của đất nước phải chịu cảnh cúp điện đến 12 giờ một ngày. Ông Ramaphosa nhấn mạnh cuộc khủng hoảng năng lượng là mối đe dọa cho nền kinh tế và xã hội. Cơ quan hữu trách áp dụng cúp điện luân phiên để hệ thống nhiệt điện của đất nước có thể hoạt động trước nhu cầu tăng dọt Tác phẩm nghệ thuật của Donatello trưng bày trong cuộc triển lãm mới tại London. Từ bức tượng David với đầu của Goliath dưới chân của những bức tượng Spiritelli, nhảy múa và các tác phẩm của điêu khắc gia thời phục hưng người Ý Donatello được trưng bày trong cuộc triển lãm mới tại bảo tàng V&A ở London. Khai mạc trong ngày thứ Bảy 11 tháng 2, triển lãm Donatello Scripting The Renaissance đã bao gồm hơn 130 tác phẩm nghệ thuật, trong đó nhiều tác phẩm chưa từng xuất hiện trước đây tại Anh. Chào đời tại Florence của thế kỷ 14, nhà điêu khắc Donato di Niccolo di Bardi, thường được gọi là Donatello, đã dùng đá cẩm thạch, đồng, vữa trang trí, gỗ và đất nung để làm ra các tác phẩm của ông. Trưng bày tại Bảo tàng London là các tác phẩm của ông cũng như tác phẩm của các nghệ sĩ khác lấy cảm hứng từ Donatello Giám đốc triển lãm Pida Moshur vào hôm thứ Tư cho biết là cuộc triển lãm này là một cuộc triển lãm cuối cùng trong loạt ba cuộc triển lãm được tổ chức phối hợp với các đối tác tại Florence và Berlin. Đây là góc nhìn riêng của VNA về Donatello tập hợp trên hơn 50 tác phẩm chưa từng thấy tại Anh trước đây để kể lại câu chuyện sáng tác của Donatello, sáng tạo và ảnh hưởng của ông. Triển lãm này sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 6 của năm nay và đó cũng đã kết thúc phần tin quốc tế và một lần nữa sau vài phút quảng cáo chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức liên quan đến việt nam